Em này không những đẹp mà máy zin từ mặt dàn cò các bạn này. Bác nào quan tâm đến cái mẫu xe Nhật phân khúc hạng C chạy đầm chắc, giá nó hợp lý thì cùng mình đi hết video này. Và chào mừng các bạn đã trở lại với kênh mua bán xe cũ của mình. Hôm nay bên mình lại tuyển về một cái mẫu xe Nhật Honda Civic các bạn nhé. Em này thì sinh năm 2008, máy zin từ mặt dàn cò. Một cái mẫu xe sedan hai đầu được đông đảo các bác trung niên yêu thích. Và phần đầu tiên các bạn ngắm nhìn cái vẻ đẹp hình thể bên ngoài của em nó đây. Sơn si bóng loáng các bạn nhé, thân vỏ keo chỉ zin, máy zin từ mặt dàn cò, một chiếc xe đáng đồng tiền bát gạo để các bạn mua là cái phương tiện che nắng che mưa, nhất là các bác trung niên những cái năm tháng mình cống hiến cho sự nghiệp, đến bây giờ đến cái thời điểm nghỉ ngơi về cần một cái phương tiện để che nắng che mưa, đi không lo bị hỏng giữa đường, đi thăm chiến hữu đồng đội, đi thăm con thăm cháu lấy em này nó chuẩn bài luôn các bạn này. Đấy các bạn nhìn này, sơn si bóng loáng các bạn nhé, vừa mua về chưa kịp spa đấy các bạn này, đèn trước đèn sau đèn zin nguyên bản theo xe. Và động cơ là máy 1.8 và động cơ iVTEC của Honda thì đương nhiên là được rất nhiều các chuyên gia đánh giá rất cao về cái động cơ này. Và cái màu này nó là màu trung tính, các bạn trẻ đi cũng được, các bác trung niên đi cũng được, các bạn nữ đi cũng được, nam đi cũng được. Và chiếc xe này bên mình đang chào bán tại cửa hàng với giá 186 triệu bao hồ sơ các bạn nhé. Đấy, công khai giá từ đầu để các bạn tiện theo dõi. Một chiếc xe nói không với lỗi, một chiếc xe cam kết cho các bạn máy zin từ mặt dàn cò. Dòng này thì ít khi nó chạy taxi các bạn nhé, cho các bạn yên tâm về chất lượng luôn. Và bên mình thì tuyển chọn nó quá kỹ rồi, không có tên là taxi tập lái, keo chỉ zin. Đấy, nhìn cái nội thất thì có biết taxi không đây các bác này. Cái dòng này bên mình bán nhiều các bạn ạ. Hôm trước bán một em cũng cùng màu này nhưng bản 2.0 số tự động. Các bác ấy rất thích cái biển 19 này vì bác ấy ở trên Việt Trì, nhưng đến luôn em đấy ở biển Hà Nội, nhưng hôm nay có Hà Nội thì lại có Việt Trì thì không biết bác nào thích. Xe được trang bị màn hình Android, cam giám sát hành trình đầy đủ và một chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít các bạn nhìn này. Bóc da nó như mới các bạn nhé. Và một chiếc xe chạy nhiều hay chạy ít các bạn đấy từ cái bô lăng này, cái khóe bô lăng này. Nó gai sần giờ sờ ra tay các bạn nhé. Và trần này, vẫn là trần nỉ nguyên bản. Và ốc bản đề phía bên phụ đấy các bạn nhìn này. Như mới các bạn này, không chạm cà lê tháo lắp gì. Một chiếc xe khi xe mua bán sẽ được bảo hành từ thân vỏ cho đến máy số. Giờ là cái thời điểm nó làm ăn nó khó khăn cho nên mình làm nó phải chuẩn các bạn ạ, không thể làm lệch được, mọi thứ nó phải chuẩn. Và cái thời điểm này nó là thời điểm rất tốt cho các bạn mua những chiếc xe đã qua sử dụng. Giờ là tháng 10, đầu tháng 10 âm lịch rồi, còn một thời gian rất ngắn nữa thôi là kết thúc năm 2024 và đón chào 2025. Nếu sang tháng thì thị trường xe cũ nó sẽ sôi động. Bác nào có nhu cầu mua xe đã qua sử dụng thì mua tầm này là hợp lý nhất. Nội thất thì như mới các bạn này, và đinh đố cua lốp này, đếm được từng cái đinh các bạn nhé. Gầm của em nó rất sáng các bạn ạ, tí nữa mình sẽ soi cho các bạn. Nói có sách mách có chứng, quay video là phải tôn trọng khách hàng, quay thật kỹ, nói thật chuẩn các bạn nhé. Nói chính mục đích về xe. 2008 biển 19, biển của chủ tịch nước, mới tân chủ tịch nước bây giờ các bạn này. Hôm trước cái bác trên 19 xuống mua em kia biển Hà Nội thì cứ tiếc vãi, bảo là không có biển 19, nhưng hôm nay về 19 thì không biết bác nào lại thích cái biển 19 này đây. Cái dòng này thì có cảm biến lùi theo xe đấy các bác này. Và nói về Honda, về full option, về trang trí, tạo mẫu từ trong ra ngoài thì lúc nào cũng vượt các đối thủ. Đấy các bạn nhìn này, bô là bô kép, đồng hồ nó là đồng hồ số. Gầm này các bạn này, đấy không trong bánh ngoài lá gì, các bạn không ngắm luôn cái gầm này. Khi mua những chiếc xe đã qua sử dụng thì bên mình tuyệt đối không dùng hóa chất tẩy rửa các bạn nhé. Không bao giờ rửa cho nó đẹp như mới lên. Như thế nó chỉ đẹp bắt khi quay video thôi, khi các bạn dùng nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đấy, mâm này chưa có một giọt sơn lại nào chấm vào. Đinh đố cua lốp này, đếm được từng chiếc các bạn nhé. Gầm này, đẹp xấu thì cái hình ảnh nó nói lên tất cả, không cần phải quảng cáo nhiều các bác ạ. Và đây, keo chỉ bên lái cũng như bên phụ, bên phụ cũng như bên lái đấy các bác này, không mất một phân keo chỉ nào, máy zin từ mặt dàn cò. Với một khuôn tiền giá mình đã công khai, và cái chất lượng xe này các bác đang xem đây. Bác nào thấy hợp với khuôn tài chính và hợp với cái mẫu xe mình đang tìm kiếm thì liên hệ ngay cho mình. Và địa chỉ cửa hàng bên mình mặt đường quốc lộ 2, thành phố Phú Yên, tỉnh Vĩnh Phúc các bạn nhé. Cách sân bay Nội Bài 10 cây số, cách nhà máy sản xuất ra chiếc xe này 2 cây số. Sát chân đèn xanh đèn đỏ ngã ba đầu đường 100 Đạo Đức Thạc Bình Xuyên Vĩnh Phúc hướng đi thành phố Vĩnh Yên. Rất hân hạnh được phục vụ quý anh chị và các bạn. Và đấy các bạn này, ốc bản nè cũng như lòng trong cái cửa đó là sơn zin hết các bạn nhé, chứ có một giọt sơn lạ nào.
vừa từ cái cảnh báo khi mở cửa nó vẫn còn bính bong các bạn này. Đấy, nội thất này. Đấy, keo chỉ thì miễn bàn. Và cái cánh cửa lái này là cánh cửa khai thác nhiều nhất này. Cái chữ nghĩa nó còn nguyên đấy các bác này. Đấy. Chân ga, chân phanh, chân côn như mới. Full lịch sử bảo dưỡng các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe đẹp xấu thì cái hình ảnh nó nói lên tất cả, không cần phải quảng cáo nhiều. Anh em quan tâm đến cái mẫu xe phân khúc hạng C, xe Nhật, chạy đầm chắc với một khuôn tiền giá nó còn nâu mà đến 2 đồng. Giá nó chỉ nhỉnh hơn một chiếc Hyundai hết một chút thôi. Đấy, em này nó chuẩn bài luôn các bạn này. Hai túi khí 4 phanh ABS các bạn nhé. Bô lăng phía ngoài như mới. Và để không mất nhiều thời gian của quý anh chị và các bạn, để mời các bạn đến phần cuối cùng để chúng ta kiểm tra phần trái tim của em nó, xem nó có đạt cái tiêu chí như các bạn mong chờ hay không. Xe chạy có hơn 16 vạn các bạn nhé. Và để mời các bạn đến phần cuối cùng để chúng ta kiểm tra phần đèn đóm cũng như khoang động cơ. Và cũng xin báo cáo với các bác là mình không dùng tai nghe để nguyên trần để các bạn nghe được tiếng động cơ cho nó trung thực các bạn nhé. Đấy, lắp capo còn đủ tem đấy các bác này. Đủ 4 cái tem. Đấy, ốc bản lề này. Chưa chạm cà lê tháo lắp thì keo chỉ zin hết các bạn nhé. Đấy, tem mác còn nguyên. Và đây. Các bạn nhìn này, từ con ốc nhỏ cho đến con ốc lớn này, nó còn vàng ươm. Đấy, máy zin các bạn này. Máy lổ đặt bắt nước không song sánh, im thiên thiết đấy các bạn này. Đấy. Không cần tai nghe các bạn nhé, các bạn nghe trần luôn. Anh em quan tâm đến cái mẫu xe Nhật, máy zin từ mặt dàn cò, khô ráo không thấm dầu. Giá thì chỉ có 185 triệu. Bác nào có nhu cầu thực sự thì alo trực tiếp cho mình. Và để kết thúc video xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và đây là máy zin hết đấy các bạn này. Máy zin từ mặt dàn cò các bạn nhé.